Thưa quý khán giả, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký ban hành quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022. Và tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái, thì cả nước có tổng diện tích tự nhiên hơn 33 triệu hectare, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp hơn 28 triệu, diện tích nhóm phi nông nghiệp gần 4 triệu hectare, diện tích nhóm đất chưa sử dụng gần 1,2 triệu hectare. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 được sử dụng thống nhất trong cả nước. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 của địa phương cho các tổ chức cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2022 phải được thường xuyên kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2023. Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. $6.430.000 tỷ đồng. Đây là số lượng tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng tính đến hết tháng 8 và được xem là mức cao nhất từ trước đến nay. Và cụ thể là tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của người dân lẫn tổ chức kinh tế đều tăng lên mức cao nhất trong lịch sử vào tháng 8 năm 2023, bất chấp việc lãi suất ngân hàng liên tục được điều chỉnh giảm. Số tiền gửi của người dân cũng đánh dấu chuỗi 21 tháng tăng trưởng dương liên tiếp. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến hết tháng 8, tiền gửi của người dân đã tăng tới gần 12%. Dòng tiền nhàn rỗi của người dân tiếp tục chảy vào ngân hàng bất chấp lãi suất liên tục giảm. Hiện không những ngân hàng sẵn sàng trả lãi suất 7% một năm cho khoản tiền gửi 12 tháng. Đà giảm lãi suất kéo dài từ tháng 4 khiến lãi suất hiện đã xuống đáy, thậm chí thấp hơn giai đoạn dịch COVID-19. Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 10, đã có hơn 2.600 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng hơn 66% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 15.290 tỷ đô la Mỹ, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Và 10 tháng qua thì đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, Hàn Quốc đứng thứ hai, Hồng Kông, Trung Quốc đứng thứ ba, tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 10. Trong 10 tháng qua, Quảng Ninh vượt lên dẫn đầu về vốn đầu tư thu hút được với việc cấp mới. Hải Phòng xếp thứ hai, tiếp theo lần lượt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang. Các nhà đầu tư đến từ châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn như là Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Nguồn vốn FDI tăng lên đã tạo động lực cho nhiều nhà phát triển bất động sản khu vực công nghiệp tìm đến đồng bằng sông Cửu Long như là một điểm đến đầu tư mới và nhiều tiềm năng để đầu tư những dự án quy mô lớn. Các chuyên gia nhận định đây là bước đi phù hợp, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn cung và quỹ đất công nghiệp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hạn chế. Và đặc biệt nữa là hiện nay đồng bằng sông Cửu Long đang được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông. Đây là động lực để các tỉnh thành đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư. Từ đó thì hàng loạt khu cụm công nghiệp mới đang dần hình thành. Ngành công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang được nhìn nhận đạt nhiều cột mốc tăng trưởng quan trọng. Do đó, thu hút không ít dự án quy mô lớn. Tiêu biểu là dự án trọng điểm khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, Cần Thơ gần 300 hectare do công ty V-Ship làm chủ đầu tư. Dự án khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long 400 hectare ở huyện Bình Tân, khu công nghiệp Sông Hậu 2 và Đông Phú 2 của tỉnh Hậu Giang với diện tích gần 700 hectare. Đồng bằng sông Cửu Long đang trở thành một điểm đến đầu tư mới với nhiều tiềm năng. Có thể thấy hàng ngàn hectare đất nông nghiệp đang được chuyển sang phát triển công nghiệp. Tất cả đều phải qua phê duyệt chấp thuận của Trung ương. Thế nhưng câu chuyện giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư cũng không dễ dàng một chút nào. Phóng sự được thực hiện tại tỉnh Hậu Giang. Ông Hoàng có đất phải giải tỏa, bàn giao cho địa phương. Giá đền bù được áp dụng theo quy định của nhà nước. Vì lợi ích chung, ông đồng ý, nhưng vẫn còn băn khoăn. Trước mắt là người ta mất ruộng, rồi người ta mất vườn, thậm chí mất nhà, có người mất nhà nữa. Rồi qua khẩu phần mà bồi thường tái định cư, so với giá thị trường ở ngoài, thì nó thua xa. Giá đền bù còn thấp, chỗ tái định cư còn thiếu, chậm triển khai cũng là bài toán khó. Ngoài ra, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho người dân cũng đòi hỏi kinh phí lớn. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng để
làm sao giao cái mặt bằng để phát triển 3 cái khu công nghiệp đến đây trong cái giai đoạn 2025. Dự án này thì cái diện tích thu hồi đất cũng rất là lớn, mà số hộ ảnh hưởng cũng rất là khá. Do đó nó cũng bước đầu thì nhận định thì nó cũng rất là khó khăn trong công tác thu hồi đất. Do đó thì phải dồn sức cả hệ thống chính trị vào cuộc để chúng ta tuyên truyền dẫn đến người dân. Trong 2 năm tới, Hậu Giang cần đến 5.000 tỷ đồng để bồi thường hỗ trợ tái định cư. Con số này cao hơn gấp 10 lần so với 18 năm qua. Trong đó kêu gọi sự đồng thuận của người dân vẫn là chủ yếu. Để có mặt bằng sạch thì các địa phương đã phải nỗ lực rất lớn. Thế nhưng chỉ bằng nội lực là chưa đủ. Doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long cần có những cơ chế, chính sách ưu đãi chung đủ mạnh để phát huy những tiềm lực sẵn có. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo này cần ít nhất 250 tỷ đồng một vụ lúa để đầu tư cho vùng nguyên liệu. Thế nhưng doanh nghiệp ít khi được hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực này. Đây là tình trạng chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của vùng. Chưa có doanh nghiệp nào được vay vốn để thực hiện cái dự án cánh đồng lớn liên kết trồng lúa. Thế thì có nghĩa là cái tiếp cận cái nguồn vốn này rất khó. Ngân hàng có thể cho các doanh nghiệp vay để xuất khẩu gạo thì anh phải cho vay ngay từ đầu. Thì cái khúc này là ngân hàng hầu như không tham gia và rất là ngán ngại trong vấn đề này. Theo các chuyên gia, hiện suất đầu tư công nghiệp của vùng còn cao. Cụ thể như trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạm tính suất vốn đầu tư là 4 triệu đồng một mét vuông. Như vậy 50 hecta đã cần đến 2.000 tỷ đồng. Đề nghị chính phủ tiếp tục có chính sách đầu tư hỗ trợ đặc biệt cho các tỉnh sản xuất nông nghiệp do tập trung phát triển nông nghiệp, trở thành giữa lúa cung cấp lương thực thực phẩm cho cả nước. Thì các tỉnh nông nghiệp không thể cùng lúc đầu tư phát triển công nghiệp hoặc là các lĩnh vực khác để phát triển kinh tế. Có thể nói rằng vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước những cái thách thức trong quá trình phát triển. Và để vượt qua những thách thức này và đón bắt những cái cơ hội thì cần phải có một cái chiến lược tổng thể, một quy hoạch tổng thể và cần phải có một cái cơ chế điều phối liên kết vùng một cái có hiệu quả. Chúng ta đã nhắc tới vấn đề này từ lâu, nhưng việc triển khai thì thực sự là chưa đạt yêu cầu. Với nguồn nguyên liệu dồi dào, đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp. Thế nhưng cái thiếu ở đây là các nguồn lực từ tài chính, nhân lực, hạ tầng đến cơ chế ưu đãi liên kết vùng. Hiện nay các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long áp dụng một số ưu đãi dành cho nhà đầu tư, nhưng mà mỗi nơi mỗi khác. Riêng thành phố Cần Thơ thực hiện cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết 45 của Quốc hội. Sự thiếu đồng bộ này làm nảy sinh tình trạng cạnh tranh cục bộ giữa các địa phương. Tin y tế sẽ tiếp tục chương trình. Sắp tới đây thì với viện trợ của Đại học Queensland của Vương quốc Anh, 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long sẽ triển khai dự án xây dựng công cụ dự báo thân thiện với người dùng trong phòng chống sốt xuất huyết đen ở Việt Nam. Và mục tiêu chính của dự án này chính là nhằm xây dựng được công cụ dự báo sớm dịch sốt xuất huyết đen ở tuyến huyện xã, xây dựng phần mềm tích hợp trên điện thoại, máy tính, thuận tiện cho cán bộ y tế và người dân sử dụng. Trong thời hạn 5 năm triển khai, nếu mà dự án thành công, sẽ giúp cho đồng bằng sông Cửu Long phòng chống dịch chủ động tại tuyến cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực cho ngành y tế và người dân, và xa hơn nữa là mở rộng áp dụng tại các địa phương trong cả nước và các nước trong khu vực. Tại Việt Nam, sốt xuất huyết đen hiện đang là vấn đề y tế công cộng rất đáng quan tâm với số ca mắc hàng năm từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn trường hợp, trong đó đồng bằng sông Cửu Long là nơi có số ca mắc cao. Không chỉ sốt xuất huyết mà lao cũng là căn bệnh được quan tâm. Việt Nam đang xếp thứ 11 trong số 30 quốc gia có gánh nặng lao đa kháng thuốc cao nhất thế giới. Đây là bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao và âm thầm lây lan trong cộng đồng. Để tăng cường khả năng phòng chống và điều trị lao, từ năm 2020 thì dự án hỗ trợ chấm dứt bệnh lao do Quỹ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ đã được triển khai tại 9 tỉnh thành trong cả nước. Qua 3 năm thực hiện thì chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. An Giang là tỉnh có tỷ lệ bệnh lao cao thứ hai cả nước. Mỗi năm địa phương phát hiện điều trị trung bình 5.000 ca. Dự án chấm dứt bệnh lao đã hỗ trợ tỉnh An Giang nâng cao năng lực điều trị cho đội ngũ cán bộ ở các cấp trong hệ thống y tế, xây dựng phác đồ điều trị, hỗ trợ thiết bị y tế hiện đại. Kết quả sau 3 năm, tỷ lệ điều trị bệnh lao thành công tại An Giang đã đạt 90%, cao nhất cả nước. Với dự án này thì được áp dụng thành công cái chiến lược 2X ở tại cộng đồng và tại cơ sở y tế, và chiến lược 1X nhằm để phát hiện
những tổn thương lao trên phim X quang và sau đó sẽ lấy mẫu và xét nghiệm sinh học phân tử để phát hiện ca, chẩn đoán ca lao và lao kháng thuốc. Dự án đã hỗ trợ các tỉnh thành xây dựng phác đồ điều trị mới với nhiều công nghệ hiện đại. Kết quả, tỷ lệ điều trị thành công đối với lao đa kháng thuốc là 80% và lao thông thường là hơn 90%. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc phát hiện lao. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 100.000 người mắc lao. Con số này chỉ tương đương 60%. Như vậy, vẫn còn hơn 60.000 người mắc bệnh trong cộng đồng. Sử dụng các nguồn kinh phí khác nhau, nguồn kinh phí hỗ trợ của các nhà tài trợ thông qua dự án USAID, nguồn kinh phí hỗ trợ của dự án Quỹ Toàn cầu thông qua chương trình khuyến lao quốc gia, nguồn kinh phí địa phương, nguồn ngân sách nhà nước của địa phương để đầu tư cho công tác phòng chống lao. Mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035 với ba trọng tâm. Chúng tôi tập trung thứ nhất là các dịch vụ liên quan đến lao, thứ hai là tăng cường tiếp cận các dịch vụ liên quan đến lao, và cuối cùng là quản trị các hoạt động liên quan đến chi phí để đưa các dịch vụ lao cũng như thuốc lao vào bảo hiểm y tế. Để chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam sau hơn 10 năm nữa là cả một quá trình nỗ lực rất lớn của ngành y tế. Trong đó, vai trò của việc tầm soát bệnh trong cộng đồng là rất quan trọng. Phát hiện kịp thời, điều trị giai đoạn đầu, hạn chế nguồn lây mới có thể xóa sổ căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Tin an ninh trật tự cập nhật. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Huỳnh Tấn Duy đã lấy dây kẽm cột cửa nhà hàng xóm có 7 người đang ngủ bên trong rồi tạt xăng khò lửa đốt giữa đêm khuya để trả thù. Đối tượng vừa bị công an thành phố Cần Thơ bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu thì giữa Duy và những người trong gia đình ông Nguyễn Văn Nhiều, nhà đối diện ở cùng trong hẻm 206 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ có mâu thuẫn với nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Khoảng 0 giờ ngày 25 tháng 10, Duy mang canh nhựa loại 5 lít đựng xăng, lấy dây kẽm cột vào cửa để những người bên trong không mở được. Tiếp đó thì đối tượng tạt xăng vào cửa sổ nhà ông Nhiều rồi bật lửa đốt nhưng mà không cháy, nên về nhà lấy đèn khò cùng bình ga mini quay lại, tiếp tục tạt xăng vào nhà rồi bật đèn khò cho lửa cháy. Lúc này anh Nguyễn Văn Diệp ở nhà cạnh bên phát hiện sự việc hô hoán. Duy quay sang lấy một ổ khóa khóa trái cửa nhà anh này rồi khò lửa đốt. Anh Diệp vừa dập lửa vừa hô hoán và gọi điện cầu cứu người thân đến phá cửa thoát ra ngoài. Khi lửa bùng lên, gia đình ông Nhiều chạy lên gác, nhảy xuống đất. Vợ ông Nhiều bị thương ở chân, cột sống, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Những người còn lại phá cửa sau thoát nạn. Nhận được tin báo, công an phường Cái Khế quy động 20 cán bộ chiến sĩ bảo vệ dân phố đến hiện trường sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời bắt giữ Duy. Cũng liên quan đến cháy nổ, vào chiều tối qua, một vụ cháy đã xảy ra tại thôn Đồng, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, khiến 3 người tử vong. Công an huyện Thanh Trì bước đầu xác định đám cháy xảy ra tại nhà cấp 4 lợp mái tôn, kinh doanh thu gom phế liệu. Thời điểm đó, trong nhà có 4 người. Khi xảy ra cháy, người chồng kịp thời chạy thoát nhưng bị thương, được đưa đi cấp cứu. Còn 3 người gồm vợ và 2 con bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Gia đình này làm nghề thu gom phế liệu. Thời điểm trước khi cháy, người chồng dùng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc làm phát nổ, bén lửa ra khu vực bình khí ga dẫn đến cháy nổ. Như chúng tôi đã thông tin trong các bản tin trước, việc cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra công ty Thành Bưởi hay còn gọi là nhà xe Thành Bưởi đang được dư luận quan tâm. Mới đây thì đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin thêm về công tác thanh kiểm tra nhà xe này. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mới đây, đoàn kiểm tra đã có thông báo kết luận thanh tra đối với công ty Thành Bưởi tại thanh tra sở có sự tham gia của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Theo quy định của pháp luật, từ khi công bố kết luận thanh tra, nhà xe Thành Bưởi có 5 ngày để tiếp thu, giải trình các nội dung mà đoàn kiểm tra nhận định là sai phạm và những nội dung làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Quan điểm của lãnh đạo thành phố, quan điểm của lãnh đạo ngành giao thông vận tải ở đây là không có cái chuyện là bao che. Ở đây không có cái chuyện là dung túng cho những cái hoạt động sai pháp luật để dẫn tới những cái tai nạn nó thương tâm và nó đau lòng như vừa rồi. Chúng ta phải làm hết trách nhiệm đối với lại quy định của pháp luật. Đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm không thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Giao thông Vận tải sẽ được chuyển đến Công an thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét và xử lý. Và cũng trong chiều qua, ghi nhận đã có lực lượng công an đến làm việc tại trụ sở của nhà xe Thành Bưởi.
Hiện nay thì ở đồng bằng sông Cửu Long, người dân đang phải ứng phó với kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Theo ghi nhận, mực nước trên các sông đang lên. Diễn biến cụ thể sẽ được chị Hồng Giao từ phía trường thời tiết thông tin đến quý khán giả. Dạ vâng, xin chào trường quay VTV Cần Thơ và quý vị khán giả. Mực nước tại hầu hết các trạm của vùng hạ lưu ở khu vực Tây Nam Bộ thì đang lên nhanh và ở mức cao quanh mức báo động 3. Tuy nhiên thì đây chưa phải là mức cao nhất của đợt này. Dự báo là từ ngày 29 cho đến ngày 31 tháng 10 mới là những ngày mà triều cường lên cao nhất đợt. Tại trạm Mỹ Thuận của Vĩnh Long, dự báo là sẽ lên trên mức báo động 3 khoảng 25cm. Còn tại trạm Cần Thơ và Gành Hào sẽ trên mức báo động 3 khoảng 15cm. Đây là đợt triều cường cao trong năm, cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và ven sông. Cùng với rau màu thì một số loại cây ăn quả rất dễ mẫn cảm khi mà ngập nước như là cây cóc, cây mít, sầu riêng. Vì vậy, bà con hãy rà soát, gia cố đê bao, tôn cao các đoạn đê bao thấp yếu có nguy cơ sạt lở, vỡ đê để tránh ngập úng vườn cây ăn trái. Còn với những vườn nào mà bị ngập thì bà con nên hạn chế đi lại trong vườn, tránh làm cho đất bị nén, ảnh hưởng tới bộ rễ của cây. Còn đối với những cây mà đang có quả mà bị vàng lá sau ngập thì bà con nên nhanh chóng tỉa bỏ quả để cứu cây. Còn về dự báo thời tiết ở khu vực thì vẫn sẽ tiếp tục có mưa dông rải rác trong 6 ngày tới. Về chiều tối thì cục bộ sẽ có những điểm mưa to, còn từ ngày 3 cho đến ngày 6 tháng 11 thì mưa sẽ giảm nhanh, chỉ còn xảy ra vài nơi. Thưa quý khán giả, trước thông tin nhà máy đường Phụng Hiệp tạm ngưng hoạt động, người trồng mía ở tỉnh Hậu Giang hết sức lo lắng. Dù gần cuối vụ nhưng giá mía đã rớt thê thảm, gần chạm ngưỡng mức giá của năm 2000, tức là cách đây hơn 20 năm. Không chỉ thu nhập giảm thấp, nguy cơ thua lỗ càng nặng bởi nhiều diện tích được đặt cọc thu mua mía chục với giá cao trước đó cũng đã bị thương lái bỏ cọc, bẻ kèo. Hôm nay, chị Xuyên kết thúc đợt thu hoạch toàn bộ 8.000 mét vuông mía theo thỏa thuận bán mía chục cho thương lái ở Tiền Giang với giá 2.200 đồng một ký. Tuy lợi nhuận thấp hơn năm ngoái, nhưng với chị đây vẫn là may mắn lớn bởi hiện tại giá mía bán chục đang sụt giảm mạnh và rất nhiều hộ lân cận hiện vẫn chưa bán được. Em cũng bán cỡ 2-3 tháng thì à, cỡ 2 tháng đó. Tại vì mía này ổng mua rồi ổng neo. Thì mình cũng lời được chứ gần phần nữa. Neo nó lâu quá. Bởi vì mình bán hơi sớm nó có giá chứ giờ giá này thì không có. Tiêu thụ thì về Tiền Giang, thì bào vỏ ra đóng thùng lại xuất khẩu ra nước Mỹ. Còn giá ở trước thì 2.200 mua mấy tháng trước á. Còn hiện bây giờ thì nó khoảng 1.600-1.700. Theo bà con nông dân, lợi thế bán mía chục là không tốn chi phí nhân công thu hoạch và vận chuyển mía đến nhà máy. Thế nhưng số lượng tiêu thụ có hạn, không thể đảm bảo hiệu quả bền vững cho dùng mía nguyên liệu diện tích lớn. Cung vượt cầu ngày càng gây áp lực, khó khăn cho người trồng mía. Thời điểm lúc trước thì cái giá như 1.700-1.800 là hiện bây giờ là như có 1.200 một ký luôn. Rồi sau này là mình không biết là có chọc nữa hay không. Bởi vì là mía mình nó quá rồi, nó quá lứa rồi, nó già quá. Đầu mùa thì nó có giá gì đó mà con phấn khởi lắm. Rồi sau này thời gian nó sụt lại là có hộ nó mua nó bỏ cọc luôn. Nó cũng không đốn. Vì nó đốn là lỗ nhiều, người ta là bỏ thì lỗ ít. Vụ mía năm nay, tỉnh Hậu Giang xuống giống hơn 3.200 hectare, tập trung nhiều nhất tại huyện Phụng Hiệp. Nhà máy đường lớn nhất địa phương của công ty Casuco ngưng thu mua nên đầu vụ tới nay, đa phần nông dân bán mía cho thương lái đưa về các nhà máy đường khu vực lân cận và một phần bán dạng mía chục để ép nước uống. Dù Casuco thông tin chỉ tạm dừng sản xuất tại nhà máy đường Phụng Hiệp trong một vụ 2023-2024 để cơ cấu lại dùng nguyên liệu, nhưng nỗi lo thất thu của người trồng mía đã hiện hữu. Sớm đưa nhà máy đường hoạt động trở lại là giải pháp tốt nhất giúp nông dân tránh phải nếm vị đắng trong vụ mùa năm nay. Không chỉ với mía mà lúa gạo cũng vậy. Để tránh nếm vị đắng thì việc nâng cao chất lượng hạt gạo là hướng đi tất yếu. Trong đó, thay đổi tư duy sản xuất và cơ cấu giống lúa là điều kiện cần thiết. Tuy nhiên hiện nay thì các địa phương lại thiếu điều kiện đủ, đó là hệ thống canh tác bền vững và quy trình sản xuất thống nhất cho các nông hộ nhỏ. Bởi hiện nay, diện tích canh tác lúa của bà con khá nhỏ, bình quân chỉ từ 0,3 đến 0,5 hectare. Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1,5 triệu nông hộ trồng lúa, đa phần là canh tác manh mún nhỏ lẻ, không đồng bộ về giống, chất lượng và kỹ thuật. Điều này khiến cho chất lượng lúa gạo không ổn định, giá trị mang về cũng không cao. Vì diện tích nhỏ nên nông dân càng khó liên kết với doanh nghiệp cho khâu đầu ra.
Theo các chuyên gia nông nghiệp thì cần xây dựng một quy trình canh tác lúa an toàn, bền vững, dễ áp dụng và phù hợp cho các nông hộ nhỏ có diện tích dưới 1 hectare, từ đó thiết lập chuỗi giá trị hạt gạo theo mô hình hợp tác có gắn kết nông hộ. Bên cạnh nâng cao chất lượng thì việc thiết lập chuỗi giá trị gạo bền vững cũng là mục tiêu mà ngành nông nghiệp đang thúc đẩy cho cả nước thực hiện. Trong đó thì người nông dân là trung tâm, sản phẩm hướng tới thị trường xuất khẩu được truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Vậy muốn thiết lập chuỗi giá trị gạo thành công thì cần có những điều kiện gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Theo các chuyên gia đề xuất, chuỗi giá trị gạo phải đảm bảo các yếu tố doanh nghiệp bao tiêu, có thị trường xuất khẩu, giống lúa chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu, quy trình canh tác an toàn và nông hộ tham gia sản xuất áp dụng đúng quy trình đề ra. Theo kế hoạch xây dựng mô hình mẫu chuỗi giá trị gạo bền vững sẽ chọn giống lúa Nhật hạt tròn. Đây là sản phẩm có thị trường xuất khẩu ổn định. Thì đã trồng ở đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta quan tâm đến ngoài cái yêu cầu tiêu chí của sân gai là dạng hạt thì chúng ta quan tâm đến tất cả vấn đề như khả năng chống chịu sâu bệnh rồi thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu như hạn mặn ngập vân vân. Và thời gian sinh trưởng cũng phù hợp trong cơ cấu của các tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong khuôn khổ của dự án, Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ đã triển khai mô hình hướng dẫn nông dân sản xuất lúa theo hệ thống canh tác SRP ở An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Đây là bộ tiêu chuẩn tự nguyện bền vững trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo đầu tiên trên thế giới. Nông dân sản xuất lúa gạo được chứng nhận SRP sẽ mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu vào các thị trường cao cấp, khó tính. Cái quy trình đó là mình kiểm soát từ đầu là từ cái khâu giống cho tới hết cái khâu thu hoạch. Và trong quá trình đó đó thì mình dựa vào cái kinh nghiệm canh tác của bà con nông dân. Mình giới thiệu các cái kỹ thuật canh tác, thí dụ như là xạ thưa nè, sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật mà nó có tính chất hay là nguồn gốc từ sinh học. Đặc biệt là trong chương trình này đó thì mình giảm cái lượng đạm của người nông dân bón, đưa một cái phần sản phẩm phân hữu cơ vào thì thấy là giảm 20-25% cái lượng đạm đó, thì cái nghiệm thức đó là tốt nhất. Những nông dân này đã tham gia dự án gần 2 năm. Sau nhiều vụ lúa canh tác theo tiêu chuẩn SRP, bà con khẳng định đây là hướng canh tác đúng đắn. Ưu tiên cho làm lúa chất lượng cao để nó bảo vệ sức khỏe của mình. Cái gì mà để đảm bảo cho sức khỏe của mình và đảm bảo sức khỏe cho người dân xung quanh và cộng đồng thì mình làm. Là mình muốn tôn vinh được cái hộp gạo của Việt Nam mình thì mình phải làm theo cái chuẩn của thế giới đưa ra. Để sau này cái gạo của mình nó được cái giá trị cao thì xuất khẩu và nó được cái giá tốt thì người nông dân mình mới có lợi được lợi nhiều. Từ vụ hè thu năm 2020 đến nay, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa trực tiếp cho nông dân với tổng diện tích hơn 3.700 hectare. Việc liên kết đã tạo ra sự yên tâm cho nông dân, đồng thời hình thành thói quen canh tác lúa an toàn cho bà con. Về cái dư lượng đó, khi lúa đến nhà máy thì công ty sẽ lấy mẫu sấy để riêng của người nông dân và sau đó gửi đi một đơn vị thứ ba test. Khi mà đạt được các tiêu chuẩn về dư lượng để xuất đi châu Âu thì người nông dân được cộng 200-300 đồng so với cái giá của thị trường hoặc là cái giá cố định ban đầu. Dự án có ý nghĩa trong việc gắn kết công ty với các nông hộ sản xuất nhỏ lẻ, đặc biệt phát huy vai trò của mô hình kinh tế hợp tác trong liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực của nông dân trong kinh doanh. Điều quan trọng hơn là gia tăng thu nhập lẫn giá trị hạt gạo Việt Nam. Dù để thua ở loạt trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam bất ngờ thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10. Nhịp sống bình yên trên đảo Ngọc qua chia sẻ của những ngư dân bám biển. Mình ăn chén cơm của bà cậu mà, bà cậu nuôi lớn mà. Mình phải yêu nghề vậy. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Miền Tây Hôm Nay buổi chiều được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ. Bây giờ là 18:30. Xin mời anh Khánh Long tiếp tục gửi đến quý khán giả những tin tức chính trị xã hội quan trọng. Hôm nay các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp. Sau khi nghiên cứu báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý về luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đại biểu đánh giá cao việc tiếp thu giải trình chỉnh lý dự án luật. Tuy nhiên, một số ý kiến tiếp tục đề nghị đơn giản hóa các quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn,
trình tự, thủ tục tuyển chọn, xem xét quy định việc kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, cân nhắc quy định độ tuổi. Có ý kiến đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa lực lượng này với các tổ chức khác. Là không nên quy định khung tối đa số lượng nêu trên, vì nếu quy định khung tối đa về số lượng tổ, số lượng các chức danh của tổ bảo vệ an ninh trật tự sẽ không sát với tình hình thực tiễn của từng thôn, tổ dân phố. Vì vậy, dự thảo luật nên quy định theo hướng là giao chính quyền địa phương căn cứ tình hình để bảo đảm. Dự thảo luật nên bổ sung các cái quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của cái lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cũng như là về cái vấn đề xử lý vi phạm. Tại buổi thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Các cơ quan thẩm tra bảo đảm ngân sách và các cái biện pháp hoạt và các cái phương tiện hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tiêu chuẩn nghĩa vụ trách nhiệm của người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là những nội dung đã được Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật và trong quá trình xây dựng tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm thận trọng kỹ lưỡng. Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Các đại biểu cũng đã thảo luận nội dung nghị quyết này tại tổ. Đặc biệt là đại dịch. Chiều nay, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt kỷ niệm 1 năm phát sóng. Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Quân khu 9, đại diện lãnh đạo 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, các sở thông tin và truyền thông, sở văn hóa thể thao và du lịch, các đài phát thanh truyền hình, cơ quan thông tấn báo chí khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các đơn vị đối tác của VTV Cần Thơ. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chính thức kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ, thời lượng 18 giờ mỗi ngày, từ 5 giờ 30 đến 23 giờ 30. Những thông tin tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng đã đến gần hơn với người dân cả nước, đặc biệt hướng tới 20 triệu dân số khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua đây góp phần định hướng, chuyển tải tiếng nói của đảng bộ, chính quyền trong khu vực đến người dân. Ngoài sóng truyền hình, VTV Cần Thơ cũng hiện diện trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng trực tuyến khác. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của VTV Cần Thơ trong một năm qua. Mặc dù hoạt động với vai trò là kênh truyền hình quốc gia đặt tại khu vực, nhiệm vụ nặng nề trong điều kiện nhân sự và thiết bị còn nhiều hạn chế, nhưng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của đơn vị đã làm tốt vai trò của mình. Tổng Giám đốc mong muốn thời gian tới, VTV Cần Thơ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Giám đốc phụ trách VTV Cần Thơ Võ Ngọc Giang Quân tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc để cùng đảng ủy tiếp tục lãnh đạo đơn vị gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công tác tuyên truyền. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để VTV Cần Thơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đơn vị tiếp tục nỗ lực phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng kênh sóng, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của khán giả. Quá trình một năm phát sóng, VTV Cần Thơ đã nhận được sự chung sức, đồng hành của nhiều công ty, doanh nghiệp, đối tác. Mong rằng trong năm 2024 sắp tới, các bên đều có sự phát triển vượt bậc và ngày càng gắn kết bền chặt hơn nữa. Dịp này, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có những nỗ lực và đóng góp tích cực trong suốt một năm kênh VTV Cần Thơ phát sóng. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã đồng hành cùng VTV Cần Thơ trong suốt một năm vừa qua. Thưa quý khán giả, sẽ có hàng loạt sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Thông tin này vừa được lãnh đạo thành phố đưa ra tại cuộc họp giao ban báo chí chiều nay. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1 tháng 1 năm 2004, 1 tháng 1 năm 2024 sẽ tổ chức vào tối ngày 31 tháng 12 tại sân vận động thành phố. Dự kiến chương trình được trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Sau chương trình nghệ thuật chủ đề Hương sắc Tây Đô sẽ bắn pháo hoa tầm cao. Từ nay đến lễ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động như hội chợ du lịch quốc tế, triển lãm 20 năm thành tựu và phát triển, cuộc thi cải lương Một quán Nguyễn Trọng Quyền, Người đẹp Tây Đô, lễ hội khinh khí cầu. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ cũng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
Trở lại với những thông tin thời tiết cùng chị Hồng Giao. Ngoài tình hình triều cường thì thời tiết cuối tuần gì có gì đáng chú ý không chị? Dạ vâng, ngoài triều cường sẽ lên cao trên mức báo động 3 vào sáng mai thì ở Cần Thơ, trưa mai trời sẽ nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 33 độ. Quý vị sẽ cảm thấy hơi nóng. Chính vì thế mà các hoạt động ngoài trời vào ngày cuối tuần nên diễn ra vào buổi sáng khi mà trời mát và tạnh ráo. Về chiều tối thì có khả năng là sẽ xuất hiện mưa dông, cục bộ có thể có nơi mưa to. Không chỉ ở Cần Thơ mà các nơi khác của khu vực miền Tây Nam Bộ như tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu và các nơi khác, quý vị cũng sẽ cảm thấy khá nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 33 cho đến 34 độ. Quý vị sẽ cảm thấy nóng vào buổi trưa. Sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ, ngày mai thì trời cũng nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh phổ biến trong khoảng 34 độ, riêng Vũng Tàu ở mức nhiệt vừa phải 32 độ. Thành phố Phú Quốc chiều tối mai dự báo là sẽ cũng có mưa vừa, mưa to, đề phòng về gió giật mạnh trong cơn dông. Ban ngày thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 32 độ. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau dự báo là ngày mai trời ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa tốt trên 10 km, có gió nhẹ. Trái lại, vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang dự báo là thời tiết chuyển xấu, trời có mưa dông, dễ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Quý khán giả thân mến, đảo Ngọc Phú Quốc được thiên nhiên ưu đãi với những thắng cảnh đẹp, vừa có rừng, vừa có biển. Đặc biệt là khi đến đây thì du khách nên một lần khám phá những hòn đảo nhỏ xung quanh để cảm nhận hết vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Và quần đảo An Thới ở phía Nam đang là lựa chọn hàng đầu. Và mỗi ngày thì có hàng trăm chuyến cano hay là tàu du lịch đưa khách ra thăm khu vực này. Trong chuyến hải trình ngắn ngủi ấy thì du khách sẽ được nhìn thấy nhịp sống bình yên trên vùng biển Ngọc này. Những ngư dân này đang xếp lưới xuống tàu để chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Ở Phú Quốc có hơn 2.000 ghe lưới lớn nhỏ như vậy, với đủ kiểu đánh bắt khác nhau. Ghe nhỏ thì chọn kiểu thả lưới, buông câu xung quanh đảo. Ghe lớn thì đánh bắt xa bờ. Dù ngày biển êm hay đêm biển động, họ vẫn ra khơi. Nó mưa gió thì nó cực khổ hơn thiệt, cái làm có đồ thôi. Còn cái sản lượng ghẹ mùa Nam này nó nhiều hơn mùa Bắc? Nó nhiều, nhiều. Bắc nhiều. Bắc thì chung mình quýnh giác thì cờ nó trung bình 10 mấy 20 ký, 20 ký, còn Nam khi mình giác 50 ký, 60 ký, 100 ký cũng có. Trên vùng biển này dễ dàng bắt gặp nhất vẫn là những chiếc ghe câu. Giữa cái nắng trưa, người dân cứ thông thả bồng bềnh theo từng con sóng. Còn phía xa kia là dãy phao nổi đánh dấu vùng nuôi trai lấy ngọc. Đây cũng là nghề đặc trưng của vùng biển Phú Quốc. Mình phải yêu nó, tại vì nó mình ăn của chén cơm của bà cậu mà, bà cậu nuôi lớn mà. Mình phải yêu nghề vậy. Mình yêu nó mới yêu mình được. Có thể thấy, đánh bắt là nghề gắn bó lâu đời của ngư dân đất đảo. Phú Quốc bây giờ có nhiều đổi thay, phố xá có nhộn nhịp, nhưng ngư dân vẫn tự hào với nhịp sống yên bình, vẫn kiên trì nghề bám biển. Những hình ảnh đẹp về nghề bám biển vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Miền Tây Hôm Nay buổi chiều của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 21:30 hôm nay với chương trình Miền Tây Hôm Nay tin nhanh cũng trên kênh VTV Cần Thơ.